Chào cả nhà. Cái dễ em dễ cho nên chị mới quay lại công việc sớm như vậy nè, dễ lắm. Giờ thì dễ, không biết vài bữa nữa sao. Dạ em chào chị Đông Hương, em chào cả nhà. Rồi mọi người ơi, lấy xe lai thì may quá. Hôm nay lạnh lạnh ta. Quả chút ống lạnh quá. Xin chào chị Ly Võ. Để em bị sợ em nắm luôn. Em cảm ơn chị yêu. Công nhận không nhiều, cái lúc mình có bầu á, người nó nở ra ghê. Kể ba cái ba nó đòi uống sữa. Chị nhận đồ rồi, em đẹp dễ sợ. Dạ em cảm ơn chị Vân ạ. Dạ bộ mặt hả chị? Nó xéo không ta? Xin lỗi, xanh xinh quá luôn nha. Cảm ơn em bồi lộ. Trâm hả? Trâm chắc đi rồi quá. Nguyễn Ngọc Trâm. Để chị sợ đơn coi. Nguyễn Ngọc Trâm 1943 đúng không? Rồi đi rồi nha. Đơn mình 230 đó bé. Đơn mình tổng 230. Ok. Bộ em mặc hả chị? Bộ em mặc của chú em bán 85. Em xả cho mấy chị 68.000. Xả vốn với chị 68.000. Thảo Trinh khách mới chốt dùm Mai kèm mã kèm số điện thoại cho Mai là được. Dạ ok chị Lan Trần. Dạ ok chị Lan Trần. Cái mới chốt mã kèm số điện thoại giúp Mai là có đơn nha. Bộ em mặc nhá, đầu lại Mai xả với chị 68.000 ha. 68.000 satin. Vải Hàng Châu đẹp lắm. Hàng này bao đẹp luôn á. Hàng mặc của Châu á mọi người. Mấy bộ mọi người hỏi em Mai mặc Châu nè. Mọi người hỏi Mai mặc đồ mặc Châu nè. Giờ nó còn cũng không có nhiều lắm. Đẹp lắm nha, phơm quần là bao thoải mái, có túi cho mình luôn. Phơm quần là bao thoải mái nè, có túi cho mình luôn nha chị ơi. Một lưng cao, túi cho mình nè. Chốt rất là xịn sò. 68.000. Thì nên là lấy comment cho Mai mã đang mặc. Chị nào lấy comment cho Mai mã đang mặc, Mai đang mặc kèm số thoại. Đang mặc kèm số thoại cho Mai. 62 cái quay đầu vừa.
chưa, điện thoại chị bận, gọi lại em thì cũng bận luôn. À chị nhà em đóng nguyện của em mà ok chị yêu nè. Đợi em xíu nha. Hàng mang đi đơn cho mình luôn hả chị? 68.000 trang ngôi. Chị Kim Nga. Kim Nga đơn mình 409.000 nha chị ơi. 409 nè. Số 8 ngày bộ đang mặc gì mai? Đang mặc cho Trang Ngô nè. Dạ có gì tối nay chị lựa thêm đi rồi ngày mai em gửi cho mình luôn. Rồi em còn 3 bộ nha. Em mai còn 3 bộ. Còn 3 bộ đang mặc. Mọi người nhớ một lúc chia sẻ livestream ngày mai với. Đẹp lắm luôn ấy. Rồi cái màu hồng nè. Chốt mấy con này vải dâu hồng. Form quần nè mọi người, chốt siêu đẹp. Form quần là to nha, chứ mà là những cái chỗ khác mà nó may quần nhỏ xíu thôi mọi người, mặc nó không được đâu, mặc chỗ nó bị chật cái quần. Con này là form quần là bao to thoải mái luôn á. Form quần thoải mái. Đùi đồ mông được thoải mái gì mới ha. Chốt mấy vải dâu hồng. Hàng satin dâu hồng. Dâu hồng giùm mai nha. 40 tới 62 kg vừa. 40 tới 62 kg vừa cho mình bạn dâu hồng. Đẹp lắm, dâu hồng 68.000. 68.000 cho mai dâu hồng. Ít là không nhiều đâu. Đây là mã dâu hồng. Mình cái dâu nè. Dạ đúng rồi, luôn ship luôn á chị. Em gửi rồi ạ. Dâu hồng của chị Gắm Nguyễn. Rồi lên đây mai mã dâu hồng nha. 68.000 cho mai mã dâu hồng. Dâu hồng ạ. Hôm nay mấy chị có đã bánh hết rồi, đến trễ quá. Mã này cho mai là cổ pyjama. Dạ 68.000 cho chị Nhi Linh. 89 xả 68. Như mến bộ đang mặc 68 trên kèm số điện thoại Như Mến thôi. Như Mến trên kèm số điện thoại nha. Hai sản phẩm hàng sale, hai sản phẩm trở lên đi đơn giùm em nha mấy chị. Một sản phẩm chưa đủ đơn ạ. Hai sản phẩm trở lên đi đơn giùm em, bộ em còn có hai bộ rồi nha. Chốt em con này mã nâu. Màu nâu này đang màu nâu Mickey nè. Màu nâu cổ pyjama nha mọi người. Con này cho mai là cổ pyjama nha, hàng mặt trâu xịn sò luôn á, rất là đẹp nè. Chốt em mã nâu. Như Mến có bộ đang mặc ok chị nè. Rồi nâu thì mấy con này. Nâu Mickey. Chốt cho mấy bạn nâu. Có hai bộ à, 68.000. Mấy chị chia sẻ một lúc giùm em, chia sẻ một lúc giùm em. Một lúc chia. Mấy chị cho em mai xin một lúc chia sẻ livestream nha. Nói rất lẹo lưỡi. Rồi cho mấy bạn nâu nha. Mã nâu thì mấy con này 68.000 nâu. Rất là đẹp, buộc cái túi cho mình luôn nha cả nhà ơi. Nè. Con này nè, nâu có hai bộ à. Nâu hoặc tí Mickey. À có 3 bộ nhé. 3 bộ, chốt mấy bạn nâu. Có 3 bộ thôi. 68.000. Nguyên bộ luôn. Giá vốn luôn mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy con này. Mã heo xanh. Con này cho mấy mã heo xanh. Dễ thương quá à. Con này cho mai mã heo xanh. Heo xanh nha. 40 số 2 kg vừa cho mai mã heo xanh. Đẹp quá. Heo xanh 40 số 2 kg vừa. Vải nó mềm và nó mát cực kỳ luôn đó cả nhà. Con này vải cực kỳ mềm và mát. Chất siêu đẹp. Heo xanh mẹ mai nè. Đẹp quá. Chất cái mát rủi luôn á. Mùa này mặc đồ bộ rủi ở nhà là đi bài. Rất là xinh, heo xanh. Heo xanh giùm em ạ. À.
heo xanh chị Tuyền Trần. Em còn heo xanh nha. Dạ đó, heo xanh của mình, em còn heo xanh. Dạ nó, bây giờ không em. Dạ em đang làm việc lại với bên nơi giao vận chuyển với chị, coi nó giảm bớt ship cho mình không chứ. Chỗ này shipper tiền xăng tăng giá quá, shipper rên quá hay sao mà thấy cuốc cước cũng tăng, sao giờ này tăng giá hay sao á, shipper rên quá hay sao á, cuốc nó cũng tăng đó chị. Em thấy cuốc nó tăng, tăng lên 2.000, 3.000. Đang mặc với heo xanh cho Yến Nhi Đinh ok chị nè. Đang mặc là còn bộ đang mặc trên người nữa là hết. Heo xanh Yến Nhi Đinh nè, 68.000 gì mai ha. Có dài mà quần dài tay dài à, tay ngắn quần dài chưa có. Rồi tiếp theo, đây có một áo cho bé nè mọi người, áo cho bé 25 đến 40 kg vừa. Con này phải không? Con này cho Mai nè, 25 đến 40 kg vừa nha, áo cho bé cho Mai. Rồi con này Mai xả cho mấy chị 29.000 nha. Chất nè, rất là dày, rất là đẹp, tay dài, crop top tay dài 29.000, từ 25 cho tới 40 kg độ lại. Sale xả 29.000 con này. 29.000 nha, 29.000 từ 25 tới 40 kg. Rồi Mai có màu tím, màu hồng với màu cam, màu xanh bốn màu. Tím, hồng, cam, xanh. Tím, hồng, cam, xanh xả 29, hôm nay là hàng xả nha. Hôm qua Mai báo rồi, hôm nay là hàng xả. 29.000. Tím, hồng, cam, xanh nè. Chốt đầy, chốt dày, chốt đẹp lắm. Chốt nè mọi người. Chốt nè. Siêu đẹp luôn á. Dày và coi dạng thoải mái ha. Từ 25 tới 40 kg độ lại vừa thôi. 38 40 kg độ lại vừa. Chả con này 29.000, màu tím. Màu đỏ. Màu hồng. Có màu xanh. Tím, đỏ, hồng, xanh bốn màu. Dạ hôm nay em sẽ hành xã không có chị. Áo dài chưa có chị yêu. Bữa giờ em săn nhưng mà em thấy cái kiểu nó cũng cũ không có lấy. Chốt màu dì Mai nha mấy chị nha, 29.000 thôi. Khỏe bèo luôn nè. 25-40kg vừa. Mình cho bé mặc ha. Mình cho bé nhà mình mặc á. Mấy bé nào nhỏ nhỏ mà mới lớn rồi kia mặc con này nè. Dưới 40kg là ok, vừa. Em có màu tím. Tím, hồng. Tím, hồng, đỏ và xanh bốn màu. Xanh, hồng, tím, đỏ bốn màu. Chốt màu giùm em. Xanh, hồng, tím, đỏ bốn màu ạ. Xách đùi. Ủa hả? Hồng xanh nhà Nguyễn. Ủa thì nhiều lắm. Nhưng mà la mấy ngày nay mà mình ngán chưa. À đúng rồi, hình như mới thích mới mà. Ngố thì nhiều. Set này bữa trước Mai bán 105 nè mọi người. Set hình con gấu nè. Set này là siêu xịn luôn nè. Con này cho Mai nha. Ở dưới chân của nó xanh với chị Dung Nguyễn. Dung Nguyễn có xanh. Rồi quần ở trên đùi là nó có viền trái dâu ha. Áo hồng, quần màu nâu da, free size. Con này cho Mai free size 45-65kg vừa nha. 45-65kg vừa free size. Mai 45-65kg vừa. Set gấu. Cái tay của nó viền chữ rất là xinh nè. Rồi set gấu này cho Mai chiên nha mấy chị nha. Chiên cho mấy chị con này 70.000 đi. 70.000 cho Mai mã hồng. 70.000 set hồng.
70. 45 65 kg vừa 70.000. Dễ thương lắm. Quần là bao thoải mái luôn á cả nhà. Có túi hai bên cho mình nè. Quần là vải kaki xịn, áo là của Tống Thái. Chốt cho mày mã set hồng 70 nha. Dễ thương lắm, set hồng 70. Set này hot hết lắm luôn á. Mặc lên cưng lắm. Áo phông rộng phủ bông. Chốt cho mày mã hồng 70, set hồng. Queen size trên 45 và dưới 65 kg vừa. Bạn coi được không cả nhà? Sợ hôm nay đáp anh cái nó lắc quá. Chấm nhắm bài lên bài với nha. 105 á, 105 bán xả luôn. Đang đề 70, tại vì set này set cao cấp. Ngày này cao cấp, hàng này bán 105 lần. Đây nè, có túi cho mình ha. Ở dưới đùi đùi là nó có viền cái này. Rất là đẹp. Chị Dung Nguyệt có set hồng nè. Dạ, Dung Nguyệt có set hồng. Chốt cho mai set hồng ạ. 70.000 set hồng. Hình gấu dễ thương lắm. Áo phông rộng phủ mông quần đùi. Trên viền trên tay viền chữ ha. Chị Ngọc Anh có hồng. Ngọc Anh có hồng ạ. Em còn có 4 set nữa là hết rồi. Mai còn 4 set nữa là hết rồi mọi người. Xinh lắm luôn ấy. Áo chút có Tông Thái nè. Rồi tay viền chữ nè, đằng trước nè, đằng sau nè. Phi size 65 kia mấy 6 đồ lại vừa. 45 tới 65 kia mấy 6 đồ lại vừa ấy Liên ơi. Chị Hoa Huỳnh. Rồi chị nào lấy comment mã set hồng giùm May nha. Bây giờ mình chỉnh cái dạ bộ nam mặc 69 69.6 giùm em á chị yêu. Có bộ đùi size lớn không chị? Cái form này size lớn nè. Form này size lớn nè. Form này là áo phông rộng phủ mông nè. Form này size lớn nè tình yêu ơi. Form này size lớn nè. 105 sale còn 70. 105 sale còn 70. Xếp hồng giùm em 70.000. Dễ thương. Quần của nó là ở trên đây nó có viền. Nó chạy viền hai cái dâu hai bên nè. Cái này mà có hình nữa, đẹp lắm. Đợt này bộ hồi bữa bé 105 á. Thì bà con có vài set à. Hai xả cho mấy nàng 70 nè. Hàng cao cấp nha. Rồi. Đây cho mấy mã set hồng. Set hồng nha mấy con này. Hồng với chị Nguyễn Nguyễn. 1m50 62kg vừa không chị? Vừa nha. Vừa nha Liên. Hồng cho Nguyễn Nguyễn nè. Hồng cho Tuyền Trần nè. Hồng cho Diệu Trần. Hồng cho Thủy Tiên. Hết hồng nha mọi người. Hết hồng nha mọi người. Lê Thủy Tiên có. Con này cho mọi người. Xả luôn con này cho mọi người 60.000 nha. 60.000, 60.000 set này. Đùi. Set đùi phối. 60. Phơm mình cho mai là trên 45 và dưới 62 kg vừa. Chốt cho mai con này mã 60 đi. Xả 60. Chốt mai con này mã xả 60. Trên 45 và dưới 60 số 2 chú lại 10 cho mai. Dễ thương lắm nha. Đó. 60. Hôm nay là lại hàng xả thôi. Mọi thứ ít 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 à. Mai lấy cho mà sale hết. Xe nhỏ hơn hả? Có chứ Dũng. Mọi hình Dũng có chứ. Rồi 60. 60.000. Quá rẻ luôn. Lên cho mai con này mã 60, mã 60 mai ha. Mã 60 nha mọi người.
Có chị đâu gọi gì hết. 45 tới 60 sao hai cái loại vừa. Chú quay mã 60 ạ. Tính ra cái áo không mà mình mua là đã 55 65 ngàn rồi ha. Cái này nguyên một set bộ luôn. Mà chỉ có 60 ngàn thôi. Siêu rẻ luôn nha mọi người. Rất là đẹp. 60 62 cái đồ lại vừa. Xinh lắm, ở nhà nó cũng mát nữa. Rẻ quá trời. Chú mà nó mã 60 ạ. À. Mã 60 giùm em nha. Rồi lên cho mấy con này. Quần là trơn. Áo gấu phông rộng phủ mông. 60 chị heo vàng lê nè. Cái này dì mai nè mấy chị. Đằng trước là gấu nhỏ ha. Đằng sau là gấu lớn. Phông này là 45-62kg vừa. Đằng sau gấu lớn nè. Đằng trước gấu nhỏ nè. Mọi người mua vừa set luôn là chỉ có 60.000. Thả xả luôn 60 con này. Rồi chốt mấy con này mã gấu. Gấu 60 thì mấy con này ha. Gấu xanh. Chốt mấy mã gấu xanh. 60.000 mã gấu xanh. Trên 45 và dưới 62kg vừa. Quần gấu lẻ thì chưa có. Gấu xanh, chốt mấy mã gấu xanh. Đi cho mình còn cái đống quần không ta? Có chị. Ôi rồi, rút con kẹt. Không, hai bên đây là có cọc mấy cái. Gấu xanh cho em ơi. Cho mẹ xin mình nói. Chú cái máy của mẹ. Mẹ nhìn cái máy nè. Gấu xanh nha mọi người. Hình đằng trước hình đằng sau nè. Có dài không chị hả? Gấu xanh thì Diệu Trần. Đằng trước nè, đằng sau nè. Lấy như chú mình nước và hôm qua còn là nữa là uống được. Được. Diệu Trần, chị Phan Thu Trâm. 45-62 cái loại vừa giúp Mai free size nha. Rồi 60. 85 xả 60. 85 xả 60. Mấy gọn bộ cuối cùng nữa hết nha. Còn một bộ nữa hết. Còn bộ đang cầm trên tay nè. 85 xả 60.000 nguyên một set luôn. Mua quá lợi quá trời lợi cho mọi người. Chú em mang bạn gấu xanh. Còn một set gấu xanh. Cái chị Diệu Trần. Chị nào lấy bộ em mặc mà còn bộ cuối cùng luôn quá cả nha. Quần dài hết, em còn 1, 2, 3, 4 set chip cuối cùng. Em còn 4 set chip cuối cùng nha. 59.000 cho em đi mọi người. Em ơi còn 4 set chip cuối cùng 59.000. Một set như thế này là một set bịch thế này nè. Một bịch là người ta phối set đủ màu cho mình 10 cái như thế này ha. 10 cái nha mai. Thằng này lúc chúng ta bán 95 á. Mai còn đúng 4 set. Mai trả với chị 59.000 nha. 10 cái này là dạng thun nha mọi người nha. Mặt nó rất là mát luôn á, thun. Thun á chứ không phải dạng lưới mọi người, mặt lên nó bị ngứa ngứa đâu ha. Con này dạng thun nè. 10 cái đủ màu như thế này là 59.000, tính ra có 5.000 chín một cái à. Mấy chị ra ngoài mua, mấy chị mua lẹ lẹ một cái đó sẽ mắc hơn.
Dạ em mới được 1 tháng đó chị. Còn mấy chị mua nguyên một set 10 như thế này nó rẻ hơn rất là nhiều. 5.000 chỉ một cái thôi, set 10 cái 59.000. Mình mua xong mình để dành mình mặc nha mấy chị ha. Rất là mát, có ren, xịn sò. Rồi, em có 4 set à. Em có 4 set à. Mọi người chốt cho em chip. 59.000 chip. Chị heo vàng lai nè. Em còn 3 set nha. Em còn 3 set nha mọi người. Chip của trước chị bán á. Khách mua rồi, đợt trước khách mua rồi, khách quay lại khách mua thêm để dành đó mọi người. Một set chip cho em. Một set chị Dung Nguyễn. Một set chị Hiền Đa Di. Còn set đúng không? Rồi em còn một set. Một set cho Thư Bella. Thay Thư Trâm em không nhớ, thôi tí xíu em coi nha chị. Rồi bộ Quảng Châu như mến hết. Hình như mình hết được không? Dạ để em thử coi còn chưa. Cái bé nó kho còn không nha. Em thấy nằm ở trên đó. Rồi bộ quần dài tay dài nè. Mùa mưa mặc cái này đi mấy chị ơi. Xếp quần dài tay dài. À chị Duyên Trần 380 đuôi đúng không? Rồi rồi rồi. Nãy giờ em thấy chị gọi mà em đang like em không nghe máy được. Ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện thoại lại cho mình nha. Mai bé gọi lại cho mình chị. Mai nhấn điện thoại giúp em. Còn không thôi chị nhắn tin qua giúp em cái trang fanpage đang like nè. Rồi mai bé nó đi đơn cho mình cho. Chip mai hết nha, để mai coi còn quá đã. Set ngủ hoặc hình. Set ngủ mặt nhà. Set ngủ mặt nhà vậy mai. Set này phi size 45-65kg vừa. Còn không? À rồi còn chip nha. Còn chip ai chưa chốt được ạ? À? Một set cho Phiến Dương nè. Mua 2 set đi mọi người, em nói thật. Một set cho Nắng Sớm. Một set cho chị Như Mến. À, một set cho chị Phạm Thúy. Chị Võ Ngọc Vân. Nguyễn Ngọc Hà. Rồi à, set hoạt hình mặt nhà này dùm mai nha mấy chị nha. Becky nè. Và Becky nè, thun này là mặt siêu mát luôn. Thun này là mặt siêu mát luôn nha. Set hoạt hình. Rồi 59.000 dùm mai luôn mấy chị. 59.000 dùm mai con này luôn ha. Mặt mát lắm. 59.000 dùm mai set này. Free size 45-65kg vừa. Con này mặc ở nhà, cái dạng nó rộng rộng thoải mái nha. Chứ mà dạng ôm ôm như đồ bộ mình hay mặc đâu. Cái này dạng mặc ở nhà dễ thương. 45-65kg vừa cho mai set này. Rồi chốt mai con này là mã chị nào 60-65kg mà hơi ôm xíu nha. Chốt mai con này mã chuột. Chuột thi tăng nè. Chốt mai con này là mã chuột. Set chuột cho mai nha. Set chuột cho mai mấy chị. Chuột Becky 59.000. Chuột Becky. Chuột mai còn 3 set nữa hết. 59.000 set chuột. Sỉ là chị sỉ hàng nghiêm mà, còn những cái hàng sale này chị không có sỉ được đấy thôi. Bộ ngố mấy chị muốn em lên thì tí em lên cũng được. Có mà em sẵn hàng mà. Xếp chuột chị Võ Ngọc Vân nè. Em có 2 xếp cuối cùng nữa hết ạ. Ngố thì mai sẵn hàng thôi, mọi người muốn em lên thì mai lên thôi. Tại vì hôm nay là hứa là lên hàng sale. Hứa là lên hàng sale như thế này. Rồi chốt mai mà xếp chuột đi mấy chị. Cưng lắm, mặc ở nhà rất là thoải mái. Xinh. Nó không đẹp mà nó xinh. Mà ở nhà thoải mái và xinh. Chuột em còn 2 bộ nha. 59.000. Chuột của chị Dung Nguyễn. Dung Nguyễn có chuột. Mai còn xếp chuột cuối cùng. 59.000 quá rẻ mấy bà ơi. Trời ơi bộ này nhập. Bán hồi đợt bán nhiêu ta. Bán 89.000 á. Hồi đợt bán 89.000 á. Sao mấy chị 59.000 em lỗ á. Mai còn một set chuột cuối cùng là hết. Thế nào không ai mặc chuột giùm em. Chuột nha.
Hương Hương lấy chuột cho chị số điện thoại cho Hương Hương. Dạ không, bộ em không có tay cánh dơi. Rồi đen, mấy bạn lấy sỉ, mấy bạn cũng biết mấy set này nè, giá sỉ của nó là tầm 60 mấy 70 nghìn một bộ á, lấy sỉ số lượng á, mấy bộ này là sỉ chứ nha, 60 70 nghìn bộ. Ôi bộ này dễ thương quá, bộ này hôm trước chưa like luôn nè, set này hôm trước chưa like luôn nè mọi người, hôm trước chưa like luôn á, chưa bán qua luôn á, đang xả với chị 59 ngàn. Rồi quần beo nha, quần là beo, áo là tay ngắn, trời ơi cưng quá à. 45-65kg vừa cho em mã đen, áo Mickey nè, 45-65kg vừa cho em con này mã đen, có 3 bộ nha, không có nhiều nè. Áo là Mickey ha, quần là beo nè, dễ thương lắm. Cây sao 45-65kg vừa cho em mã đen, 3 set à, 89 xả 59 ngàn đen, 89 xả 59 ngàn cho em mã đen. Đây cho em con này đen, 89 xả 59 ngàn đen. Đến ngố tiếp đúng không? Ngố thì sẵn hàng đây thôi. Đây cho em con này nha, quần là dáng ống xuông xuông á, mặc ở nhà cô ta. Xếp Quảng Châu, xếp Quảng Châu xịn nha mấy chị. Đây ba con này đen, đen nha, 89 xả 59, 89 xả 59 ngàn cho em mã đen. Ít xả luôn đi, đi nha, bỏ ít rồi. Lai bộ đúng không? Hôm nay hàng lẻ đúng không? Lai bộ ha, lai bộ là lai bộ, lai bộ này nữa, mang qua bộ. Rồi mã này cho bay là màu hồng, quần caro, set caro quần hồng, quần caro áo hồng, set caro áo hồng. Chốt mấy cái này mã hồng, 45-65kg vừa hồng, 59 ngàn cho mai hồng. Coi dạng 4 chiều nè, chất mịn lắm, hồng cho Thúy Nguyễn nè. Còn 2 bộ Thúy Nguyễn có hồng, áo hồng quần caro. Rồi hồng còn 2 set nha, hồng cho Minh Trân. Hồng còn bộ cuối cùng, hồng cho bộ Bụi Lam. Bụi Lam có hồng hết hồng, Sam Sam hồng với đen hết hồng, hết hồng rồi. Sam Sam ơi, tôi coi còn hồng nào nữa không, hết hồng rồi, hồng đen à. Sam Sam chốt, Sam Sam đen chút nha.
cà phê cho mọi người luôn. Cái này dễ thương lắm nè. Trời ơi, hôm bữa trước nè không thấy. Đây, dễ thương giả mang luôn á. Hoạt hình nè, họa tiết nè mọi người, con gấu nè. Tu te chưa, dễ thương lắm. Rồi chốt đây là gấu xanh tay ngắn quần dài 89, xả 59. Dễ thương quá. Gấu xanh đèn nè, gấu xanh nha, cái vật hình gấu xanh tay ngắn quần dài 89-59, 45-65 kg vừa. Set này mà ở nhà kiểu nó rộng á, mọi người mang đôi dây nhà nó dễ thương cực kỳ luôn á nha. Gấu xanh xăm xăm mùi bụi lam nè, lên đây mà là gấu xanh, vật hình xinh lắm, nó nguyên cục nằm trong đó thì lôi đâu không nổi. Đếm, gấu xanh như mấy con này siêu cute luôn mọi người, 45-65 kg vừa, gấu xanh 59.000 gấu xanh. Cái này lẻ mỏng dễ thương lắm luôn á. Nguyễn Nguyễn gấu xanh nè. Dạ không chị, cái này mở nhà, ngày này Quảng Châu quá cho nên nó không có làm. Gấu xanh cho Trang Nguyễn nè, gấu xanh chị Dương Trang đã gắm nó mặt còn nhiều màu lắm, gắm nó mặt 68.000 còn nhiều màu lắm nha, bộ mặt còn bộ cuối cùng nữa hết rồi 68.000 bộ. Hôm này cho Mai là 40-60, 62-6 kg đồ lại vừa, còn bộ đó mặt cuối cùng là hết rồi. Rồi lên đơn Mai và gấu xanh đi mọi người, cưng xỉu luôn á, 89.000 xả luôn, còn 59.000 thôi. Chốt gấu xanh giùm Mai nha. Còn cái cọc đùi này nè 45.000 đi, 45.000 đùi đi, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ, 5 bộ nè, 45, 65 xả luôn 45.000, 65 xả luôn 45.000. Còn có túi cho mình, phơi mùa là bao thoải mái ha. Quần đùi 65 xả 45. Chốt với mã đùi, đùi nè, hoặc hình đùi free size, free size 45-65 kg vừa. Quần là áp phông rộng phủ mông đó, 45-65 kg vừa cho mấy mã đùi, 45-65 kg 6 vừa cho mấy mã đùi, 45.000 đùi, 45.000 đùi, còn 5 bộ à. Đùi cho Cherry Nguyễn nè, đùi cho Quỳnh Phạm. Hôm này mặc rất là mát nha, quần là cái túi cho mình luôn ấy. Cho mấy bạn đùi, còn 3 bộ cuối cùng, 65 xả 45 nè, đẹp ghê chưa. Màu này nó cũng mát nữa, cái màu xanh này nó cũng mát nữa. Còn 3 bộ cuối cùng, chốt cho mấy bạn đùi ạ. Đùi 45k, dạ nếu chưa chưa đem gặp đăng cho mình nha chị, chưa đem gặp đăng cho mình. Bộ đồ bé còn không chị? Bộ đồ bé nào ta? Bộ đồ bé nào ta? Rồi mã này cho em mã gấu hồng, tay dài quần dài free size, tay dài quần dài free size. Chốt cho Mai này mã gấu hồng 59.000, gấu hồng 59.000 gì Mai ha, gấu hồng hình gấu bự nè. Rồi lên Mai mã gấu hồng 59.000 gấu hồng. Rồi em nhận rồi chưa, rồi đẹp xuất sắc, cảm ơn tình yêu nhiều. Gấu hồng chị Thi Tăng hết. Bộ 3D á chị, bộ 3D mà bé. À màu xanh đó hả? Bộ 45.000 này đúng không?
Bộ của vịt 45.000 còn. Em hết gấu hồng. Có một con bộ à. Đấy chị hai bộ 45 đi em. Dạ ok chị Mận Nguyễn. Mận Nguyễn hai bộ 45. Rồi còn bộ cuối cùng không? Dạ. 45 còn bộ cuối cùng. Rồi em xin thử chị. Để đây chị lấy liền. Mã này cho em mã mèo. Mèo xanh 59.000 cho em mã mèo xanh quần dài. Mèo xanh một bộ duy nhất nha. Trước cho em này mã mèo xanh một bộ duy nhất mèo xanh 59.000 cho em mã mèo xanh họa tiết nè. Họa tiết con mèo ha. Rồi mèo xanh 465kg vừa cho em mã mèo xanh. Dạ chị, hôm nay em bỏ vô đồ mai chị ghé lấy. Mèo xanh một bộ duy nhất mèo xanh. Nói không ta. Mèo xanh hai bộ nè. Lê Thị Phúc hết gấu hồng rồi chị ơi. Hết gấu hồng rồi chị. Mèo xanh em có hai bộ. 59k mèo xanh. Mã này cho em may là xanh đậu đi. Xanh đậu, xanh ngọc nha, màu xanh ngọc. Chú cho mấy con này mã xanh ngọc. Xanh ngọc 45-65kg vừa xanh ngọc. Xanh này mã nhà nó rộng rãi thoải mái dễ thương lắm nha mọi người. Chứ mà là dạng kiểu ôm ôm như cái kia đâu. Con này là dạng mã nhà rất là thoải mái. Cực kỳ xinh luôn á, xanh ngọc chị Dương Trang. Dương Trang có ngọc. Rồi em hết ngọc. Mã này cho em là mã Doraemon nè mọi người. Doraemon như mày ha, ngoài tiếng Doraemon nè. 59.000 cho mày Doraemon ạ. Hàng này rớt lại mỗi thứ mỗi màu mỗi bộ một bộ mỗi em xả luôn với chị 59.000 ha. 465kg vừa cho em mã Doraemon Tina vỏ. Tina vỏ có Doraemon. Rồi mã này cho mai là hình con gấu nè ha. Hình con gấu nè. Rồi gấu xanh. Gấu xanh thì mai con này pizza 465kg vừa gấu xanh. Gấu xanh. Gấu xanh Tina vỏ nè. Ủa cái này nó bị dơ rồi. Con này bao rất tới dơ. Mình đầy quốc khách luôn á. Quốc cạn không chơi á. Rồi mã này cho mấy con gì đây. Đâu đó. Cái này à. Nó sao em hết rồi ạ. Cái này nó bị bị dính vô đây xíu ha. Bị dính vô đây xíu nè. Mọi người vào giặt giúp em nha. Vào giặt giúp mai với. Mai xe con này cho mấy chị lên mai mã 45 đi. Mã 45.000. 45.000 cho mai mã này. Mai xe con này mấy chị 45.000 con này ha. 45.000 xe mã này còn 45.000. Dính xíu đây à. Vào giặt giúp mai nha. Xe 45. Đúng mai mã 45. Chú cho mai mã 45 ạ. Rồi màu xanh lá. Xanh lá đậm. Con này chú cho mai mã xanh lá. 45 chị Đình Nguyễn. Sửa giá chị. Rồi mã này cho mai mã xanh lá. Xanh lá đậm nè. Màu xanh lá đậm hình trái táo. Chú mai là mã xanh lá. Xanh lá cho Trang Nguyễn nè. Trang Nguyễn có xanh lá. Xanh lá còn bộ. Xanh lá cho Như Mến nè. Nguyễn Nguyễn em hết. Hết xanh lá cho Nguyễn Nguyễn. Rồi mã này dùm mai.
Doraemon đi, Doraemon còn bộ nha. Doraemon còn bộ. Thì nên lấy của mình mã Doraemon nè, còn một bộ Doraemon. Xin lá mấy hết rồi chị ơi. Doraemon còn bộ. Để đưa lấy của mình mã Doraemon thì mai ha. 4-5-6-5 ký vừa Doraemon. Dạ Định Nguyễn có 4 năm ạ. Doraemon cho đốt chưa? Chưa chị. Doraemon cho Dương Trang. Chị Dương Trang có ạ. Rồi em còn có 3 mẫu này là cuối cùng. Còn 3 mẫu này rồi hết rồi đó. Ui Caro nè mọi người. Một Caro áo đen nè. Xinh lắm luôn. Caro nè ha. Xích Caro đen. Chút này là mã đen. Đen nha, họa tiết gấu. Gấu nè. Đen gì mai con này. Đen vậy mà. Rồi lên đen gì mai ạ. 59.000. Đen cho chị Như Mến. Đen cho Trang Nguyễn. Đen chị Dương Trang. Đen Tina Võ. Áo khoác chưa có hàng Dung ơi. Áo khoác mà đang kiếm cho mình nó chưa có hàng đẹp. Đang là hàng không đẹp lắm không ạ. Đúng rồi, tay ngắn quần dài Tina bỏ có rồi. Tay ngắn quần dài 59.000 em. 4-5-6-5 ký vừa xếp mặt nhà. Xếp mặt nhà nè. Con này là bầu bì con chiên thoải mái luôn nha. Form này nè. Tại cái form nó thoải mái lắm. Bụi bụi lam có. Em bụi bụi lam có. Chú uống thì để tôi lạnh nha. Minh Nguyễn có. Em cho để tôi lạnh. Bộ 99 còn không chị, em mới nhận đẹp lắm. Còn chứ. Còn chứ. Rồi lên mang cái mã đen. Nè. Hàng tích caro đen nè 59.000. Bộ này hôm trước mà bán 89 nha. Mai xã chị 59 xã rẻ đó. Nhập là 60 gần 70.000 rồi. Nhập là 70.000 nữa. Nè. Chút đen cho mấy con này. Lỗ 10.000 một bộ á. Rồi tình yêu đây mày mã đen gì mai nha. Vải nó mịn ghê luôn á trời. Hàng Quảng Châu. Mịn ghê á. Xanh ngọc. Xanh ngọc. Mai em còn bán. Bán kệ là. Kệ gì ta. Rồi bản này cho mai xanh ngọc đi mấy chị. Bán gì chị? Chị Mai còn xếp bộ bé trai áo không có cổ nam không chị? Xếp bộ bé trai. À bán kem không hả? Kem bữa giờ em không có xài cho nên không có nhập về. Em đang tính nhập về kem body lại nè. Còn kem mặt thì chưa. À, áo thun có cổ nam chưa có, hàng chưa đó chị chưa có hàng. Xếp bộ bé trai áo thun có cổ nam chị chưa có hàng. Rồi xếp này cho mai xanh ngọc đi mọi người ơi. Quần đen áo màu xanh ngọc 59.000 mai màu đen áo xanh ngọc. Chốt cho mai mã đen. Xếp này xếp phối á. Đen cho mai con này nha. Xếp mặt nhà. Cực kỳ xinh luôn. Chốt mai mã xanh. Cái body chữ A thì em tính là em đang về nè. Còn cái mặt thì chưa. Xanh, xanh ngọc. Xanh ngọc dùm mai nha. Xanh ngọc, xanh ngọc 59.000. Chốt xanh ngọc ngày mai. Xếp 99 hả? Có chứ. Mọi người quay qua xếp bộ không? Hay là
hàng sale thì tiếp ạ. Hàng sale thì có nhiều thứ linh tinh lắm. Rồi lên ngọc đi mọi người. Mã cuối cùng, mã này cho bay là xanh biển. Xanh gấu hoặc hình. Ông bà gấu này là anh rồi không ta. Xanh gấu hoặc hình, tay ngắn quần dài, xanh biển cho Minh Nguyễn. Đây cái này nè, nó họ xếp cái này luôn. Hoặc hình này dễ thương lắm. Đó, họa tiết nó cực kỳ xinh nha. Hoặc hình 50-59 nghìn cho lộn. Biển cho Tina Võ nè. Lên đùi đi mấy, lên đùi không rộng đi em. Biển đi mọi người. Ôi, chị anh lộn. Xanh biển cho Bùi Bùi Lam. Tưởng Phạm. Rồi xanh biển. Tưởng Phạm lấy thêm màu đen không? Quần đen, màu đen quần caro đẹp lắm. Lấy thêm bộ đi, hai bộ cho nó. Lâu lâu sale cho nó ha. Đùi hả chị? Đang mặc 68 ngàn. Đang mặc 85 xả 68. Đang mặc 85 xả 68 ngàn nha. Tưởng Phạm 675 là Bùi Thúy. Rồi bỏ hai nhé đi vô. Đang mặc 68 ngàn còn bộ duy nhất. Tình đến lấy combo như mày mà đang mặc. Còn bộ duy nhất nha, 68 68 ngàn. Chị Phạm thấy một xanh biển một đen. Ok chị yêu. Bộ đó mặc chị Thu Nguyễn. Mai lên bộ ngủ hả chị? Em chỉ có bộ này à. Em mai chỉ có bộ này thôi. Bộ ngủ là bộ nào nữa hả? Bộ dây em hết rồi. Rồi, đang giống đang mặc nè, 68 ngàn dùm mai luôn, mã dâu hồng. Quần nè mọi người nhìn cái form quần của nó nè. Form quần nó là bao thoải mái luôn á. Nè, con này nè, phụng vợ bụng to cỡ nào vô cũng được hết. Quần này là bầu bì bao chen được luôn nha, bầu cỡ 6 tháng ấy được luôn đó. Thoải mái lắm. Thì cái form quần này may hàng châu may rất là kỹ. Hàng châu may form nó to. Chứ không phải là như hàng chợ. Hàng chợ mà chị mua về với chị nhiều cái áo thì ok mà quần mặc lên không được. Còn con này cho em may là quần form to nha. May rất là to, đùi mông vô thoải mái. Có túi cho mình nha. Nè, dâu hồng này may con này. Dâu hồng. Nè, hàng mặt châu nè. Châu rồi mới bán hồi xưa giờ mấy năm rồi đó mọi người cũng biết rồi ha. Chốt là bao xịn luôn. Nguyên bộ nó có 68 ngàn nè. Chứ mà dâu hồng với Tưởng Phạm có. Rồi còn mấy bộ dâu hồng nữa thôi à. Dâu hồng. Dâu hồng của Ngọc Hà nè. 85 là xả luôn 68. Nên là hàng xả nhiều cái rẻ lắm mọi người. Mọi người mua được giá rẻ, bao rẻ luôn. Dâu hồng đi. Dâu hồng chị Heo Vàng Lê. Em còn bộ nữa hết. Dâu hồng với Bích Hạnh. Hết dâu hồng nha. Nói chung 60kg đổ lại. Chị nào mà 62kg thì phải cao cho nó 6 thì mai 60kg đổ lại vừa. Chị nào 62kg phải cao cho nó 6. Dâu hồng em hết rồi. Hết dâu hồng rồi chị yêu ơi. Mã này cho mai trời ơi. Chúc nó má. Hàng của Châu người khỏi sợ. Chết nha, đại dòng quên em ơi. Giá lộn. 68 là còn 59 nè. Mấy cái luôn á. Để giờ từ cái mã bộ đang mặc chị Thu Nguyễn nè. Thu Nguyễn, Tưởng Phạm, Nguyễn Ngọc Hà tới bộ dâu hồng nha. Còn mấy bộ dâu hồng 68. Dạ Phạm Thúy em thấy chị hết dâu hồng. Heo xanh. Con này là cổ pyjama và cổ nhọn. Con này mới là cổ pyjama nè. Cổ pyjama nha, phải cổ nhọn nha. Nó mịn lắm luôn á. Cổ pyjama. Heo xanh. Heo xanh Tưởng Phạm ha. Heo xanh Tưởng Phạm có. Em còn hai bộ heo xanh.
68.000 cho em thôi. Xinh lắm mọi người. Heo xanh, heo xanh cho Hường sushi, heo xanh chị heo vàng lê, heo xanh cho Thảo Trinh, tưởng Thảo không lấy ok chị. Thảo Trinh có, tưởng Thảo. Rồi hết heo xanh nha. Em mang hết heo xanh ạ. Ủa, hết heo xanh. Còn đâu, em tổng bộ nhé. Heo xanh mang hết rồi. Mã này cho mai cổ pyjama. Cổ pyjama. Chốt bên này mã nâu nha. Màu nâu ánh đồng. 68.000 cho mai mã nâu. Còn 3 set. Nâu còn... Cổ này phải không? À cổ nhỏ. Nâu. Bộ em mặc hết rồi. Nãy giờ em không nghe rõ. Phạm Thúy. Ơn Phạm Thúy là chỉ có 3 sản phẩm đó chị yêu ơi. Phạm Thúy có ở 3 bộ 59.000 á. Nâu chị Thảo Trinh nè. Nâu ánh đồng á mọi người, màu nâu này lên cực kỳ tây nha. 85 em xem 168 chị ơi. Nâu nè. 68.000 giùm em, 68.000. Cho em mã nâu. Nâu cho Hoàng Yến. Còn một bộ nâu cuối cùng. 68.000 nâu. Còn một bộ nâu cuối cùng ạ. Form quần nè. Nâu thoải mái luôn. Hai túi hai bên cho mình. Nâu Ngọc Oanh. Hết ạ. Lá đi. Em có nâu mà. Còn giá hay một bộ giá khác nhau chị. Bộ này 68.000. Thì một mẫu nhiều hình là một bộ một giá một á. Rồi chốt về mã xanh lá, xa lánh. Xanh lá năm nay hot cái màu xanh lá này nè mọi người ơi. Xanh lá xanh của Gucci nè. Năm nay hot màu xanh này nè. Chốt về màu xanh. Đẹp ha. Cổ là cổ nhỏ nhất ra mặt nè. Xanh 68.000. Một form 1, một size 1. Dạ có, sẽ không ha. Dạ có, rồi. Có nha mọi người. Xanh, chốt nhanh. Xanh gì ca tường la. Xanh đi 68. Chị Phạm Thúy. Phạm Thúy có xanh. Xanh lá đẹp quá trời. Mua cái này về nhà mặc cho nó mát, thoải mái. Bữa giờ lại thung nhiều rồi. Xong cái này tí xíu qua thung. Xanh nha. 68.000 mã xanh. Chị nào cao, chị nào 62kg trên mắt 6 giùm em. Rồi mã này cho em mã hồng. Hồng Mickey. Hàng châu xịn sò nha. Lên mã này mã hồng. Hồng Mickey vải gắn 68.000. Chốt mây hồng. Hồng ạ. Hồng để mang con này. Rồi mọi người đợi hàng gì em soạn lên nè. Thu quẹt có hồng. Thu quẹt có nhiều người nữa mà ý ta. Chị dặn nhỏ chưa? Nhỏ rồi đó.
đẹp chưa? Quá xuất sắc luôn mấy bà ơi. Không. Đây bộ thun ha. Bộ thun ngủ ha. Hàng 99.000. Bà lấy thun ngon. Đâu? Dạ, cái gì vậy? Bảy màu hả chị? Không. Bộ ngố mà hàng ngố cái dài đây đợt trước á. Không, hàng chín chín kìa, hàng mặt nó xì nữa. Tommy cận bộ nè mọi người. Tommy đã cận bộ nha. Tommy còn sót bộ nè. Còn như nó đúng không? À chị, phải không? Phải không? À qua số này chị. Tommy còn sót bộ 99k. Chú mang này mã Tommy. Tommy đơn giản đẹp lắm. May tâm mày hàng là bao đẹp nha, không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Đến nay thì chắc mọi người cũng nhận hộp, đa số là nhận hết đồ rồi đó. Cho mọi người thấy đồ bên may bán thế nào ha. Chất rất là đẹp luôn. Tâm mày còn số một bộ. Đúng, giúp cho chị em. Em cũng không nhớ nữa tình yêu quá. Tại vì em chỉ like thôi, còn cái bé nhân viên chúc đơn để em kiểm tra đơn em báo cho mình sau. Hoặc là chị hỏi chúc như mẹ em với, có bé nhân viên gọi chúc đơn chưa? Rồi, tâm mì còn một bộ ha. 47-65kg vừa. 47-65kg vừa. 99k con này. Chú Mai con này mã tâm mì. Hoặc là mã xanh đen gì Mai. Mã tâm mì hoặc là mã xanh đen. Set sọc Chanel còn sót một bộ nè. Set sọc Chanel 99k đồng giá gì Mai nha. Cô Tâm thấy xịn, có dạng 4 chiều. Có quần kaki sọc không ai dễ em không ạ. Chốt mang này mã sọc hồng. Sọc hồng Chanel sọc hồng. Phi xa 4765 vừa sọc hồng. Bốn bảy sáu năm vừa cho mai sọc hồng ạ. Sọc hồng Chanel nè mọi người. Sọc xinh lắm. Bỏ em bỏ xuống chị xem lại tâm mì ha. Rồi ok chị. Sọc hồng. Bộ mặt còn sông ngư 68.000, chị xem 68.000 đó ngư. À, tâm mì đó chị bỏ một phân. Thế em mới bỏ xuống là tâm mì nè. Quần là đùi ngố. Áp là ổng phủ mông. Hồng với chị vỏ kiều. Vỏ kiều có nè. À, sông ngư bộ ra mặt ok. Xe 68. Rồi 99. Thấy tâm mì chị bỏ ngọc vân ok chị. Xếp này cho Mai quần dài nha. Quần dài cho Mai đồng giá 99.000 luôn nha mọi người. Xếp này cho Mai quần dài đồng giá 99.000. Ở trên đầu gói nó có logo mặt cười nè. Ở trên đầu gói nó có logo mặt cười nha. Xếp này đang rất là hot luôn á. Mặt cười này nè. Hàng xịn nha.
Cái này là bao đẹp. 45-62kg vừa cho mày mã xám, 99 đồng giá. Chứ 62kg vừa, 60-62kg lại vừa cho mày mã xám. Xám nha, xám 99 đồng giá mày mã xám. 899k. Chốt xám cho này. Xám ạ. Xám hở tí mặt cười. Cái này hot lắm luôn á. Xám thiền la di đi rồi hay sao ấy. Xám đi cô Tông Thái xịn. Rồi beo đỏ. Đùi ngố nè. Áo phông rộng phủ mông ha. 47-65kg vừa cho bà mã beo đỏ. Beo đỏ, quần đùi ngố. Beo đỏ nha, quần đùi ngố, áo phông rộng phủ mông. Chốt mấy cái này mã beo đỏ. 99.000 beo đỏ. Beo đỏ 99k. Bộ mặt đấy chưa? Beo, beo chị Hồng My. Hồng My có beo. Rồi cô Tông Thái nha mọi người ơi. Chúc cô Tông Thái xịn nha. Coi dạng thoải mái, không đổ lông, không sừ. Dạ bây giờ thoải mái, không sừ lông ha. Quần là ngố đùi. Ngố đùi, áo là áo phông rộng của mông gấu hồng. Rồi phi sai dưới 65kg vừa cho mấy bạn hồng. Gấu hồng. Ui, hình gấu to rất là xinh nha. Chốt mấy con này mã gấu hồng. Gấu hồng thì mấy con này. Gấu hồng. Gấu hồng. Gấu hồng chị Võ Kiều. Mã này cho mai xanh rêu. Xanh rêu ạ. Xanh rêu này hôm qua mai mặc nè. Quần bo rip nha, hôm nay còn bộ. Áo phông rộng phủ bông phi sai dưới 65 vừa. Chốt cho mai rêu ạ, rêu. Quần ngố. Trên đầu gói tí xíu ha. Rồi rêu mai con này rêu 99k. Chốt rêu và mai rêu 99 ạ. Rêu chị Kim Nguyên. Đồng giá 99 nha. Cô Đông Thái xịt. Hàng này mấy chị có đâu mà mua, chị mua tầm khoảng 160-170 bộ. Rồi quần dài áo phông rộng phủ bông. Có mấy mã vàng con này. Đồng giá 99 luôn. Vàng Thái xịn nha. Nè, ở nhà nhìn giúp em nè. Mà có Tông Thái là vải nè. Đường may chỉ may rất là kỹ. Đường chỉ may kỹ nào, nó không bị chỉ dư một cái nào luôn á mọi người. Chốt xịn lắm nha, coi giãn nè. Vàng. Rồi dưới 60 vừa. Vàng hồng thơ vỏ. Hồng thơ vỏ có vàng. Không giữ. Rồi mã này mai đen. Em thích vàng. Vàng ơi, vàng Malaysia. Vàng. Vàng không có cái cục mà. Cái cục mà. Cục dài này. Nhiều mẫu trùng á. Dạ, em thấy quanh cái đó đó. Để em xuống dưới em cho còn. No no, no no. Rồi đây là con này. Cái này mã đen. Đen chị Kim Nguyên. Ok chị yêu. Vô chưa? Mã này có 3 màu. 99.000 nhưng em có 3 màu. 115 em xả còn 99. 115 em may xả còn 99 nha. Nè, quần là ngố. Quần là vải bao rip, áo là cô tông rộng phủ mông. Em coi vàng còn không nữa? Còn. Ở đây đây nha. Vàng nó sao bạn? In ở đây đi. Chứ có thì bỏ ra. Rồi mã này em có 3 màu nha. Áo caro nè. Áo là vải cô tông Thái xịn nha mấy chị. Nè. Caro hoa họa tiết gấu. Em có màu xanh. Màu bò với màu nâu sô cô la. Xanh bò nâu sô cô la giùm em. 47-65kg vừa, xanh bò và nâu sô cô la. Ba màu xanh bò và nâu sô cô la, xanh cô ban.
dương à. Xanh nè. Bò và nâu và sô cô la và sô cô la. Cho mày mã xanh, bò và nâu. Ba màu. Màu này cho màu bò. Màu bò cưng quá. Màu bò rất là đẹp nha. Rồi bò cho em 99.000 bò. Có ai một màu quần đen không có thấy. Dạ rồi để em coi chị. Hình như có. Bò xanh và nâu. Đẹp luôn. Cái quần của nó là bao rip nè mấy chị ơi. Chốt của nó là bao bao giờ hả mấy chị mặc cho thoải mái lắm. Rồi bò, chị Võ Kiều có bò. Em còn màu nâu với màu xanh. Em còn màu nâu với màu xanh đơn giản ha. Đơn giản mày mặc lên nó cái quần này cái nay bụng nó ôm cái nay bụng mình lại mặc áo không rộng phủ xuống nữa. Không thấy bụng đâu. Em bụng to lắm luôn á mà lên không thấy bụng luôn á mọi người. Em còn xanh với nâu, màu nâu nâu lạ nè. Màu nâu nâu lạ lạ nè, nâu đốt nè. Màu nâu đốt nè, màu đẹp dã man luôn. Còn hai màu xanh và nâu nha. Trời ơi, cái chút này đẹp lắm, siêu đẹp. Còn nâu với xanh, đẹp quá. Rồi, còn nâu với xanh. Quần đen, áo đen hả? Quần áo đen có con này là chị. Trắng, đen với hồng. Ba màu. Nâu chị Phạm Thúy. Còn nếu em có con này có 3 màu trắng, đen và hồng. 99.000 dùm em. Quần là ngố đùi ha. Áo là form rộng. Chữ họa tiết lớn nè. Bodywear nè. Martino Bodywear. Có màu đen, áo trắng, quần đen và màu hồng. 3 màu. Trắng, đen, hồng. Áo trắng với em quần đen, chị Kim Nguyên đen, chị Võ Kiều trắng. Kiếp tâm em có chịu trắng. Không, không, chịu trắng, em còn nữa. Em hết chịu trắng rồi chị, em còn màu hồng mà. Em còn màu hồng. Em còn màu hồng mà chị ơi. Em còn màu hồng. Màu đen nè, chị lấy đen luôn chị. Em còn hai set đen. Em đang còn hai set đen nha, hai set đen một set hồng. Em còn hai đen một hồng. Chị Võ Kiều hồng luôn nè. Màu đen còn nữa nè. Ơi trắng có nè. Trắng có nha. Trắng có, trắng có. Chị kiếp, kiếp. Tâm lấy trắng cho em kèm số thoại chị ơi. Trắng đen em còn trắng đen luôn ạ. Theo bằng lê đen. Áo và dụng đều lên. Màu hồng em hết rồi. Em còn đen với trắng à. Còn đen với trắng hai màu à người ơi. Còn đen với trắng hai màu à. Trắng thì kiếp tâm ok chị nè. Chị Vân trắng chưa? Trắng thì chưa. Còn đen với trắng hai màu. Cái này đơn giản mà lên cưng lắm nha. Đơn giản mà lên đẹp lắm mọi người. 99.000. Trời ơi dễ thương dạ man luôn á. Còn đen với trắng. Còn đen với trắng à. Chị Vân Nguyễn đỏ bầu giùm em. Màu hồng em hết rồi. Hàng đã gặp cái giá sĩ không chị? Không tình yêu ơi. Hàng này chị bán 115 á, mà chị xả xuống còn có 99.000 à. Em mua cái này cũng bằng sĩ rồi. Sĩ nhà chị cũng tính 99.000 luôn á bé ơi. Hàng sĩ lẻ dần giá hết á. Hàng rẻ, hàng đẹp mà. Có này dây mã chuột đi. Có gió mưa, có đồ dài.
Mã này cho em mã chuột Mickey nè. Quần dạng đùi ngối giùm em nha, mã chuột. Xếp chuột. Xếp chuột. Em cái này nè chị bao em luôn. Nếu như em nói như em muốn xỉ cái này nè chị bao em luôn, là thị trường không có, không ai có ngoài chị hết. Không ai có ngoài chị mà có giá này hết. Tại vì lâu rồi nghỉ bán hơn cả tháng rồi á. Chị bán lại cho nên chị muốn tăng tương tác lại thôi. Em hết chuột rồi. Tăng tương tác lấy khách lại thôi chứ thật sự luôn cái giá này bán không. Không có lời luôn á mọi người. 40-55kg hả Phúc luôn. Rồi chúc em bạn sọc cái con này nha. Sọc. Sọc thì may sọc. Sọc mặc lên nhìn nó trẻ lắm, có bộ dài. Dài đồng giá 99 luôn có. Sọc. Sọc cái gì Kim Nguyên. Chị nói sọc nữa mà. Sọc cái chị Nhung Võ. Rồi có dài. Sọc chị Mai, ở đây có cái túi nè, có hình con gấu theo vào nè. Sọc chị Phạm Thúy. Có dài, có lẫn đồng, lộn xộn hết á. Thanh Hà hết chuột rồi chị ơi, em hết chuột rồi, có một bộ một rồi. Em còn một bộ một Thanh Hà hết chuột rồi. Cái cặp sọc ngoài đó. Rồi mã này cho em Mai là quần lửng qua gối nha. Con này cho em Mai là lửng qua đầu gối, quần lửng qua đầu gối. Rồi cho mấy bạn gấu đen ạ. Đen gấu. Lửng qua gối đen gấu. 99 đồng giá Nhung Quỳnh ơi, 99 đồng giá lửng đen. Lửng đen. Lửng đen, sọc mấy bộ. Dạ, hai bộ nữa chị. Đen gấu như gió mưa nè. Đen gấu em hết rồi. Sao 3kg vừa nhưng mà hết rồi chị ơi. Để coi cái này coi. Chị Loan Phạm, cái này khoan từ từ để em có cái giống không nè. À, cái này nó cũng xinh nè chị Loan Phạm. Cổ có mẫu này giùm em được không? Con gấu trên đùi nè. Con gấu trên đùi nè chị. Cũng xinh lắm luôn nè. Rồi chị nào lấy cái này. Loan Phạm ok ha. Ok chị Loan Phạm. Đen Phạm. Rồi, đen chữ này chị Kim Nguyên. Quần ngố theo chữ Dior trên đùi giùm em ha. Ngố theo chữ Dior. Dior theo. Con này cho Mai là 45-62 vừa nha. Chữ Dior theo nè. 45-62kg vừa, số bộ chính thức Mai không có. Đen chữ chị Kim Nguyên ok chị. Kim Nguyên. Trắng. À trắng chuột. Hồi nãy em có đen chuột đó, con này em còn trắng chuột nè. Trắng chuột phong to, phong động, thủ mông, chim sa. Trắng Mickey. Rồi trắng chuột. Áo trắng quần đen ạ. 99 ngày em trắng chuột. Trắng chuột. Trắng chuột cho Thanh Hà. Mã này cho Mai mã bò. Bò cho Mai con này nha bò. Quần là vải bo rip, bao coi dạng thoải mái luôn. Quần vải bo rip nha, quần này ôm. Mặc cho ôm đây bụng rất là đẹp luôn mã bò. Bò mặc cười nè. 47-65 vừa vậy Mai. Cho Mai mã bò. Bò chị Kim Nguyên. Năm
ai hả? Ờ, quay. Lượn qua gối giùm ai nha, quần đen lượn qua gối. Form này nhỏ mọi người ơi, form này nhỏ nha. Có màu đỏ với màu hồng. Form này tầm 40 đến 55, 55, 56 kg vừa thôi. 40 tới 56 kg vừa thôi chị ơi. Con này tầm 40 tới 56 kg vừa ha. 40 tới 56 kg mặt đẹp. 40 tới 56 vừa giùm em nha. Đây có màu đỏ. Cái màu hồng. Mấy chị ơi chốt. Chốt lại giùm em nha, em báo số ký kỹ rồi đó. Mấy chị chốt lại giùm em. Chị Kim Nguyên lấy đỏ, Phạm Thế lấy đỏ đúng không ạ? À? Đúng ok giúp em. Đỏ với hồng, 56 57 kg loại vừa. Rồi Kim Nguyên đỏ với hồng, ok chị nè. Kim Nguyên đỏ nè. Với hồng nè. Phạm Thế có lấy không ạ? À? Phúc Phương đỏ nè. À chị 42 kg vừa. Dạ chị Phạm Thế đỏ. Rồi cho em mã hồng. Hay là bộ hồng nữa hết. Trắng chuột hết rồi, bộ 15 ơi. Hết bộ 15. Làm có màu hồng. Hồng cho Nguyễn Trang 001. Nguyễn Trang có hồng. Bộ chấm bi Buma. Chấm bi có 3 màu. Đen, đen, hồng và trắng. Cái này là dạng quần đùi á, dạng quần đùi á, mặc lên nó ngắn ngắn như thế này. Rồi áo phông rộng phủ bông. Đây có 3 màu đen, hồng và trắng nha. Đen, hồng và trắng. Áo của nó là Martino như thế này. Quần này chấm bi. Ba màu đen hồng trắng ạ. Đen hồng và trắng. Đen mà này cho bay đen nè. Màu hồng nè. Áo hồng quần đen. Áo hồng quần màu đen. Rồi chúng ta nghe mã hồng. Hồng thì bay hồng. Và trắng. Sọc xanh dương. Và sọc xanh dương và sọc xanh rêu. Xanh dương. Xanh coban á. Rồi cho bay sọc xanh coban nha. Sọc xanh dương gì mày. Sọc xanh dương nè. Free size. Rồi có túi, có hình con gấu ha, sọc xanh dương, màu này lên trắng da đó. Này nào trắng da là màu này nó rất sang. Màu tây nha. Xanh dương nè. Trước em ơi bạn sọc xanh dương nha, vải siêu đẹp luôn. 99 ngàn thôi. Sọc xanh dương, sọc xanh rêu, hai màu. Sọc xanh rêu. Sọc xanh rêu đậm. Xanh dương cho kiếp tâm. Rồi xanh rêu giùm ai ạ. Mai còn xanh rêu nha, mai còn xanh rêu. Còn màu xanh rêu ạ. Set Martino. Còn xanh rêu. Rồi cái này phối nha mọi người. Con này cho em là sách phối, quần là sọc nè. Quần là đùi sọc. Quần là đùi sọc. Chốt mang này mã đen. Đen cứ xì. Đen nha. Rồi lên mã đen ạ. Dài nha, có dài, nãy giờ bóc nữa tầm. Rồi đen mang con này đen. Chốt cho mày đen. Dài ha. Lỡ cặp này rồi, xong cái này chị lên dài cho.
Rồi, à, đen chữ lửng qua gối nè, Adidas lửng qua gối đen chữ. Dưới 60kg vừa. Adidas lửng qua gối đen chữ, giày may đen chữ dưới 60 vừa may nè. 45-60 vừa ha. Đen chữ. Đen chữ Adidas, form này form ôm nha, form này không phải form rộng giống quần. Cái áo là áo ngắn nha. Form này dạng form ôm. 45-60kg vừa giày may, mã đen chữ. Không ôm ha. Đen chữ. Đen chữ, đen chữ nha mọi người. Chị có đã banh hết rồi hả? Rồi quần đen ngố đùi. Chỗ này là mã trắng gấu. Phía xa giữ 65kg vừa trắng gấu. Trắng gấu chị Mai ạ. Chị Mai này mã trắng gấu nha. Trắng gấu chị Kim Nguyên. Rồi lượn qua gói cho Mai theo Mickey. Lượn qua gói theo Mickey ha. Con này cho Mai là 45-62kg vừa. Rồi Mai này mã đen chuột. Đen theo logo Mickey nè. Rồi đen chuột ra con này đen chuột. Trên 45 và dưới 62kg độ lại nha. Cô Tông Thái bao giãn thoải mái luôn. Rồi đen chuột. Con này cho Mai mã sọc. Quần là ngố đùi sọc. Quần ngố đùi sọc nè. Áo tay phối sọc nè. Phi xa dưới 65 vừa. Chốt sọc thì Mai sọc. Sọc nha, sọc. Sọc. Chốt cho Mai mã sọc. Sọc cho Trương Thảo. Mã này cho Mai xám. Sọc em hết lên Phạm luôn. Chốt cho Mai cho Mai mã xám. Xám Martino, xám. Xám. Rồi, phía sau dưới 65 kiếm vừa cho Mai mã xám. Xám cho Mai hai xám. Xám của Loan Phạm nè. Xám cho Hưng Hưng. Xanh lá đậm. Màu này đẹp lắm luôn á. Màu này lên trắng da cực kỳ nè mọi người nè. Xanh lá đậm. Bộ em mặc em còn màu gì đấy? Em còn màu xanh đó chị Minh Hương. Xanh lá đậm dưới 60kg vừa. 60kg, 60-62 đổi lại với mã xanh. Xanh 99.000 cái liệu ơi. Hàng của Tông Thái có dạng 4 chiều không sườn lông ha. 99.000 bộ mặt còn xanh. Cho em mã dài đi. Mã xanh. Xanh chị Úc Tết. Bộ em mặc còn xanh đó chị ơi. Em màu em mặc hết rồi. Em còn xanh này nè. Em còn xanh này là chị Minh Hương. Chị lấy ok xanh giúp em nha. Chị lấy ok xanh giúp em. Còn xanh này đẹp lắm, xanh lên trắng da nè chị luôn. Em ăn còn xanh này thôi. Cái này đẹp, cái này trắng da mà. Chị lấy ok xanh giùm em. Dạ rồi ok chị. Mình không lấy xanh. Bộ mặt hết. Rồi bộ mặt hết. Rộng dài đó bạn. $99 giá thì mai hết xanh rồi mọi người. À, bé, cái số hàng nó hay dài, nó như chị hai ba cặp đi.
Cái nào có mới xíu nha. Dài nè, xanh rêu nè, 99 đồng giá luôn nha. Dài lẫn gì đồng giá xanh rêu. Nè xanh rêu nè, quần là bao rip, bao coi dạng thoải mái luôn. Cái quần của nó giống như cái vải này nè. Vải này mặc cực kỳ mềm luôn á mọi người. Con này mang xanh rêu. Xanh rêu nè, 65kg lại vừa. Trời ơi nó đẹp. Đẹp ha. Quần dài 99 luôn. Xanh rêu chị Minh Hương. Hot rêu. Minh Hương có rêu. Nó hết rêu nha mọi người. Quần đùi ngố. Áo hình gấu theo, free size dưới 65 vừa. Chúng mày mã đen. 45kg hả? 45kg nếu như mà những cái set như này thì mặc được. Còn 45kg mặc set dài thì hơi rộng. Tại vì cái form này dạng đùi mặc thoải mái rộng được. Rồi đen. Đen nè. Con này dạng mặc kiểu kiểu á, mặc rộng rộng nhìn dễ thương. Còn cái dài thì rộng quá không đẹp. Chốt cho mấy con này là mã đen. Đen gấu. Đen gấu 45kg mặc bộ này đi nè. Thôi lên hết 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 rêu rồi thì ra chi. 45kg có màu màu đen với màu ruốc hai màu. Bộ này có màu đen màu ruốc là 45kg ok nè. Mã thiết eo vì ha. Con này cho mày là từ 45-60kg vừa. Mã thiết eo vì, áo phông rộng phủ mông nè. Đó 45-60 vừa, hai màu ruốc và đen. Màu đẹp giả mang luôn ý. Mọi người nhìn giúp em mà vải này rất là xịn nha. Đẹp lắm. Ruốc và đen hai màu. Màu này màu ruốc. Ruốc và đen hai màu. Mã thiết eo vì. Đen. Rồi. Đen ruốc 45-60 vừa. Ruốc chị Minh Hương. Phạm phí hết ruốc. Em còn một ruốc còn nha. Xanh rêu. Em còn rêu, rêu hả? Rêu, rêu. Rêu, rêu đen rồi chị ơi. Hết ruốc rồi. Còn rêu với đen. Không biết trong kia còn không nữa. Em còn rêu nè, xanh rêu, xanh lá đậm nè. Trời ơi. Wow. Xanh nè. Xanh đen hai màu. Giả mang. Xanh đen hai màu giả mang mọi người. Trời ơi, hộp. Xanh đen hai màu nè, màu đẹp giả mang luôn ấy. Nè mọi người. Nhà mấy chị. Rất đẹp lắm, có hai màu xanh và đen. Xanh. Xanh cho Nguyễn Trang nè. Vy My hết xanh rồi, còn màu đen hả Vy My ơi. Em đang còn màu đen hả Vy My ơi. Cái này hôm qua có một cục mà hàng trùng trùng á. Có đập đâu ta, cục trùng trùng. Đen chị Phạm Thúy. Đó, màu xanh kìa, màu xanh kìa. Đây nè bé. Có ruốc luôn. Chị Mê Mê có xanh nè. Ruốc em còn một bộ nha. Ruốc em còn một bộ cho chị Trinh Phạm nè. Trinh Phạm có ruốc. Không còn luôn nè mọi người. Xanh hay rồi. Ai chấp đen nữa mà. Rồi. Mã này cho em mã beo đỏ đi. Quần là ngố đùi beo. Áo phông rộng phủ mông. Mã beo đỏ. Phi size dưới 65 vừa. Nguyên một cái hình Doraemon bự luôn. Mã beo đỏ, em mang cái này beo đỏ. Beo đỏ nha, beo đỏ. Chú em mang mã beo đỏ. Beo đỏ. Đây.
đây mọi người, đồng giá 99.000 ạ. Rồi quần lửng cho Mai, lửng qua đầu gối. Form này cho Mai là từ 45 tới 60 kg vừa. Cho Mai mã đỏ chuột. Đỏ loan Mickey nè. Dưới 60 vừa vậy Mai ha. Con này cho Mai dưới 60 kg vừa, trên 45 mà dưới 60 vừa đỏ chuột. Đỏ chuột ạ. 45 tới 60 vừa đỏ chuột. Đó chị Oanh. 45 60 vừa may đỏ chuột. Xanh chuột nè. Hai màu đỏ chuột, xanh chuột. Đỏ chuột, xanh chuột. Xanh chuột nè, chọn màu xanh đẹp quá. Đỏ chuột chị Ngọc Y Nguyễn. Rồi em ơi còn xanh chuột, quần ba em còn xanh chuột à chị ơi. Em ơi còn xanh chuột không ạ? À? Em xanh chuột thôi nha. Xanh đi mọi người. Cô Ban nè. Còn xanh chuột. Rồi xếp này giùm Mai. Quần qua gối. Rồi 47-65kg vừa mã đỏ. Đỏ đô. Chữ theo đơn giản nha. Cô Tông Thái xịn sò. Trên 47 và dưới 65kg vừa cho Mai đỏ đô con này. 47 đỏ lên nha, 65 quay đầu vừa đỏ đô ạ. À. Đỏ đô chữ theo đơn giản. Chốt cho Mai đỏ đô nè. Đỏ đô chữ Úc Tép. Quần dài bo chân. Nguyễn Trang hết rồi. Quần dài nha, bo chân phía dưới nha. Nó logo đi đắt trên đùi. Cái này là dạng hoodie nha. Ô dạng sách kéo ấy. Nó hơi bụi xíu nha mọi người, bụi thôi chứ không có gì hết. Rồi dưới 60kg vừa, cổ dây kéo có nón. 40-60 vừa, mai con này mã trắng. Nguyên set luôn, 99.000 thôi. Đằng sau theo nè, đằng trước nè. Bộ khoác cho Hân Hân nè. Hân Hân đó. Hết rồi mọi người. Rồi quần lửng qua gối. Pizza 47-65 vừa cho mày mà đỏ gấu. Vô. Rồi đỏ gấu nè, đỏ gấu nè, 65 cái lại vừa cho mày đỏ gấu. Nó trắng rồi. Đỏ gấu cái này, pizza 47-65 vừa đỏ gấu. Đỏ gấu với em ơi. Vô. Đỏ gấu chị mùa 15. Rồi lửng qua gói cho Mai ha. Mã xám. Xám cái này xám. Ôi 45-60kg vừa xám. Ờ 45-60kg vừa cho Mai xám. Dưới 60kg nha. Con này Mai dưới 60kg vừa, áo hình cô gái nha. 99.000. Vải dày lắm. Rất là đẹp cho mọi người. Rất xịn sò. Chốt cho Mai xám. Xám. Rồi đùi ngố nè. Quần đùi ngố cho Mai 99k con này nè. Chốt cho Mai đen ạ. À. Đen họa tiết hình con chuột nè. Đen nha. Rồi sao đâu có đáp án hết là gì rồi. Đen. Mọi người ơi.
em bổ hả chị? Lên vùng dài. Rồi để anh kiếm hình dài. Ok. Đen chuột đen xinh quá nè. Trước mà đen chuột. Bây giờ nhìn cái mặt nó mấy cái nào dài rồi lủng luôn rồi. Rồi dài là phải đi lục. Dài cái bộ này không ôm. Các bạn nào xin không ôm không? Form ôm body nè. Con này cho mình là form ôm body nhé. Quần bo rip dáng ôm. Áo form rộng. Áo form ôm chứ lộn. Rồi dưới 60 vừa. 45 đến 60 vừa nè. Cái này dạng ôm nha, vải nó siêu co giãn luôn, bo rip. Tay phòng. Chốt mấy con này mã nâu da. 99.000 nâu da. 99.000 cho mấy mã nâu da. Chứ mấy ghế gì ngồi đi trời. Nâu da và mấy con này nâu da. Dạ đang qua mình cột. Nâu da đi mọi người. Hello em. Cái này đẹp lắm á. Con này là lửng qua đầu gối nha. Lửng qua đầu gối thơm mơm luôn mọi người luôn. Để mặc xếp này cho mấy chị không. Cái này cho em sọc. Sọc của tim tay phòng. Thì lai dây sọc. Hello Thắm Hồng. Đẹp ha. Cái dây sọc này mặc đẹp. Cái form này đẹp lắm. Dễ mặc. Không có nói nè. Bao bao dạng thoải mái luôn. Rồi mũ dài. Rồi đau lưng chứ rồi. Rồi con này cho Mai nha, quần dài. Quần dài theo logo trên đùi như thế này. Áo cũ tim. Con này cho Mai dưới 62 vừa. Chốt cho Mai bạn đen. Để em lên lấy cái ghế này. Em lên cái ghế ra ngoài. Ngồi ghế kia đau lưng quá. Này chơi xuống dưới đất ngồi luôn. Màu đen à, cái bộ Balenciaga.
Cái này vàng đúng không? Rồi, chiến tiếp nha. Để vô cái tóc cho nó ngắn. Giờ cột lên nó. Cái giật. Mọi người. Rồi sắp này dùm ai nè. Cổ tim nè mọi người. Cổ tim tay viền trên vai ha. Rất là đẹp luôn. Dưới 62kg vừa. Quần dài nha. Con này cho mai quần dài. Ui một cái ghế này không những nó thoải mái thiệt luôn á. Mọi cái kia nó phải cứ nhớ nhón lên nó đau lưng cái gì vậy. Rồi mã này cho mai nha. Mã đen. Đen dùm mai con này đen. Đen ha. 45-62 vừa đen nè. Đen dùm mai ha. Đen 45-62 vừa đen. Thái xịn 99.000 đen. 99.000 cho bạn ở đen nha. Rồi beo. Beo quần dài. Cái mày đen nha. Rồi beo quần dài nè. Beo quần dài xếp kiểu. Xếp kiểu nha, xếp kiểu tay phòng. Xếp kiểu tay phòng. Nó viền cái hàng nút ngay đây nè. Viền hàng nút ngay tay, ngay trước ngực và tay phòng nha. Rồi 65 đồ lại vừa mai mã beo. 50-65kg vừa beo ạ. Quần dài 50-65kg vừa cho mai mã beo. Con này cho mai mã beo nha. Beo cho mai 99.000, 50-65 vừa beo. Beo Nguyễn Trang nè. Rồi mai đi nhanh ha. Rồi mã này cho mai với chị nha. Vạt bầu 45-62 vừa mã bò. Đeo em hết nha chị Gắm Nguyễn ơi. Cổ tim nhà mai, cổ tim theo Nike. Vạt bầu sẽ tà ha. Vạt bầu sẽ tà. Chốt mai cái này mã bò. Bò quần lửng qua gối. Quần lửng qua gối trên đùi. Trên đổ đó cho chị Nai. Cổ tim vạt bầu mã bò. Bò chị Gắm Nguyễn nè. Gắm Nguyễn có bò cho chị yêu nè. Rồi set này cho mai đùi. Đùi mai xem 75 ngàn. Đùi nha. Quần đùi sọc. Quần đùi sọc máy sẵn này 75.000. Rồi đùi sọc phơm tay cánh dơi 75.000. 62-63kg lại vừa. Phơm tay cánh dơi ạ. 62-63 quay đầu vừa cho mai mã. Mã sọc 75.000 sọc đùi. Đùi 75.000 sọc. Đùi 75.000. Mã này cho mai đen. Đen là quần Adidas và thể thao. Quần là theo 3 sọc Adidas nha. Quần và thể thao Adidas cho mai. Quần Adidas. Nè. Áo tay viền ha. Rồi 45-62kg vừa mã đen. Đen viền Adidas thể thao xịn sò. Dáng thể thao dễ mặc nha cả nhà. Áo chạy tay vai, áo chạy viền vai nè. Rồi quần là chạy viền nè. 45-62 vừa mã đen. Đen Adidas ạ. Đen Adidas chị Mai. Rồi mã này cho Mai nha. Màu xanh. Màu xanh. Quần là quần ngố ha. Quần ngố xanh. Ngố xanh nè. Rồi 45-60kg vừa mã xanh. Xanh Mickey. Hồi Mickey họa tiết. Xanh chị Thảo Trinh nè. Rồi Thảo Trinh có xanh. Ủa con cam này đẹp lắm luôn nè mọi người. Cam này đẹp lắm luôn nè. Cam đúc. Quần ngố theo hai chữ ở trên đùi ha. Theo hai chữ trên đầu gối cho mấy nhầm. Vạt ở cổ tim. Nè. Xếp Nhật Huy. Cổ tim phi size 47-65 vừa. Chốt mấy nhầm ở cam. Cổ tim theo chữ chút ngực ha. Đơn giản ha. Rồi chốt cam nhầm mai 47-65kg vừa cam. 47-65kg vừa cho mấy nhầm cam. Cam 47-65kg vừa cam. Xám 62 độ lại vừa cho mai xám. Xám quần dài. Xám là chữ dạng hình cái báo nè. Xám quần dài. Cam chỉ Yến Nhi Đinh nè. Yến Nhi Đinh có cam. Xám quần dài 45-62kg vừa xám. Vải siêu dày luôn. Xám cho Cà Na. Rồi Cà Na có xám. Cà Na có xám.
gọn bộ nha. Để có ai chút beo xuống. Dạ sốt rồi. Beo mai gọn bộ nè mọi người. Cái beo này đẹp lắm. Beo mai gọn bộ nha. Nãy chị nói lấy beo à? Nãy chị nói lấy beo. Nãy beo chốt chị rồi. Em còn một bộ beo nè Nguyễn Trang. Lấy beo không Nguyễn Trang? Dạ 90 ngàn một bộ chị Úc Phu ơi. 90 ngàn một bộ giùm em. Beo mai gọn bộ nè. Chị lấy beo không? Chị lấy beo. Beo đẹp đó. Em mặc áo chị con thử ha. Hồi nãy chị nào lấy gắm Nguyễn lấy cũng được. Beo đẹp lắm. Cái áo cái dây. Đây em mặc thử cái form beo. Đó. Rất là sang luôn nha mấy chị nha. Ở đây nó có hàng nút. Ở đây nó có hàng nút và nó xẻ trước như thế này nè. Đó, beo. Beo chị Trần Tuyền. Rồi Trần Tuyền có beo hết beo. Mã này cho em Mai nha. 4765kg vừa cho em mã gấu trắng. Gấu trắng mua mối với em đồng giá 99.000 hết beo thuận chính thôi. Gấu trắng với mã con này 99.000. Chốt với mã gấu trắng trắng nha. Trắng nha, quần ôm á phân rộng phủ mông, phi size dưới 65kg vừa trắng. Trắng gấu nè. Gấu này đẹp quá. Gấu trắng cho Thảo Trinh nè. Thảo Trinh có. Trời ơi cái này. Hôm qua giờ thấy 2-3 bộ luôn á. Đẹp lắm luôn á. Rồi 4765kg vừa cho Mai con này. Dài, phông dài. Dáng thể thao cổ tim. Dáng thể thao cổ tim nha. Theo logo ngay đây ha. Rồi quần dài chạy viền. Chốt cho Mai con này mã đen. Xếp đen dài. Đẹp lắm. Xếp đen dài cho Mai con này. Áo cổ tim nha. Nó phối. Rồi đen. Đen cho Mai đi ạ. Đỏ tim nè. Dễ thương quá. Đỏ tim dưới 62kg vừa. Đỏ tim dưới 62kg vừa nha. Đỏ tim dưới 62kg vừa. Rồi xác là dùm em tay dài. Tay dài dáng thể thao. Chạy viền sọc theo logo. Quần ba chân. Hôm qua mọi người có màu trắng nhiều lắm. Hôm nay còn màu đen nè. Đẹp chưa? Màu đen ha. Dưới 62kg vừa. Rồi đen. Cổ dây kéo nha. Cổ dây kéo nè mọi người. Cổ dây kéo nè. Chốt đen giùm Mai ạ. Đen. Tay dài quần dài đen dáng thể thao. Đen. Đen đi ạ. 99.000 cho em mã đen. Rồi chốt cái này. Quần ngố đỏ đô. 65 cái loại vừa cho Mai. Đỏ đô ạ. Đỏ đô, đỏ đôi Mai ạ. Đỏ đô giùm Mai nha mọi người nhé. 65 cái loại vừa đỏ đô giùm em. 65 cái quay đầu vừa cho Mai nè, đỏ đô. Bộ đá này đẹp lắm luôn nè. Bộ đá siêu phẩm nè mấy chị. Đá này siêu phẩm luôn á. Trời ơi, nó sáng rực luôn á cả nhà. Con đá này mấy chị mua ngoài là 200 mấy một bộ á. Rồi dưới 65kg vừa. Đá đen. Trong số 2.000 bộ đồ mà chỉ có 2-3 bộ đá thôi, không có nhiều đâu. Rất là đẹp, mọi người thấy không? Xuất sắc luôn. Đá đen cho Cà Na. Cà Na có đá đen nè.
Rồi cho em 75.000 bộ này nha. Cho mấy chị 75.000 quần xanh, áo xám. Quần xanh áo xám. Rồi chốt cho em mã đùi. Đùi 75.000. Đùi 75.000 cho em con này, đùi 75. Đùi 75 ạ. 62 63 cái loại vừa. 62 63 cái loại vừa cho em mã đùi. Đùi đùi 75.000 để em chuyển giá 75. Đùi chị Gắm Nguyễn nè. Gắm Nguyễn có đùi ạ. Hết đùi nha mọi người. Mã này cho em mã xanh. Quần dài nha. Quần dài, quần dài, quần dài chị Viên. Rồi xanh cho mấy con này xanh. Xanh nha. 65 cái loại vừa xanh. 50-65 ký vừa. 50-65 ký vừa xanh phối ạ. 50-65 ký vừa xanh phối 99.000. Xanh phối 99.000. Hết đồ rồi mọi người ơi. Rồi quần ngố. Sao mất là ngố không ta? Quần ngố nha chạy viền Dior. Rồi phi size dưới 65 ký vừa cho mấy con này mã cam. Màu hồng cam ạ. Màu hồng cam. Màu cà rốt đi. Màu cà rốt thì may nha, cà rốt cổ viền theo Dior. Quần chạy viền Dior. Màu cà rốt, màu này rất là xinh luôn. Cho mấy mã cà rốt nè. Màu cà rốt. Nãy giờ bóc tiền ngủ luôn ta. Tại vì hôm nay tính là hàng xã, không có tính là bộ, cho nên chưa có soạn. Không có soạn kịp á mọi người. Giờ bóc cái nào lai đại cái đó à. Rồi mã này cho mấy nè. Áo trắng loan xanh cho mấy nha. Chú mấy này mã loan xanh. Loan màu xanh nè. Rồi loan xanh phi size dưới 65 ký vừa loan xanh, 99.000 loan xanh. Phi size dưới 65 ký vừa loan xanh ạ. Loan xanh. Lớn không? Rồi loan xanh trên cherry có loan xanh nè. Hết rồi tôi kêu rồi gỗ trắng nè. Gỗ gấu nè. Size 65 ký vừa cho mấy bạn gấu trắng, trắng mấy cũng được. Xanh mấy hết rồi. Trắng. Ôi vải nó mịn ghê luôn. Trắng nha, trắng mấy trắng con này. Trắng ngố. Trắng ngố gấu trắng. Bạn này cho mấy đen quần lụng qua gối. Quần lụng qua gối cho mấy đen. Pizza giữa 65 ký vừa đen đơn giản nè. 47 65 ký vừa đen, logo theo đây, logo theo đây ha. Đơn giản. Con này mặc đơn giản ha. Vậy nó đơn giản phút cực kỳ đó cho mai mã này. Mã đen gì mai ạ. Đen không có gấu, không có hình gì hết nè. Tiểu theo đơn giản thôi. Đen ạ. Ủa còn cục nào nữa ta? Nó hai cục ở trong đó chị. Là ở đây mà. Ở đây em đứng đây là hai cục nó soạn dài chứ sao. Chưa, nó hỏi dài. Cái này dài hả? Rồi quần ngố beo. Áo phối 99.000 chị Thùy Quỷ ơi. Em sẽ đồng giá 99 nè. Chốt cho mấy con này mã đen beo nha mọi người nha. Đen beo nè. 45-62 vừa. Giống lúa luôn. Đen beo 45-62 vừa cho mấy bạn đen beo là bạn hết chưa? Nào con này ăn gì? Ăn cơm gì? Dạ em mới ăn uống. Ủa dạ. Dạ uống cho mình. Đen beo ạ. À. Thời
này đồng giá 99 nha. Đỏ đô nè, cổ tim, tay viền vai nè, viền tay nè, tay viền vai và tay viền ống tay ha. Rồi 45 tới 62 63 nước ở dưới luôn rồi. Cho cho mai mã đỏ. Quần dài. Ừ. Nó khỏi coi. Khỏi luôn coi. Đỏ đô quần dài vậy mai con này đỏ đô quần dài. Dưới 62 63 kg người ta mai đỏ đô à. Đỏ đô dưới 62 63 kg đỏ đô. Cho cho mai mã đỏ. Đỏ. Đỏ dài. Rồi mã này cho mai màu hồng. Hồng nè, 65kg đổ lại vừa. Con này to nha, con này không rộng, phủ mông. Màu hồng. Quần dài, 65 độ lại vừa mai mã hồng. Hồng này mai con này hồng. Rồi chốt hồng thì mai cho mọi người nha, 99k hồng. Hồng. Quần dài áo bông rộng phủ mông, thấy cái mặt lên cưng lắm. Màu lên lúc dễ thương luôn á. Hồng. Đốm hồng. Cái này là hồng ạ. Hồng cho Ngọc Y Nguyễn. Xanh ạ. Xanh quần dài dáng ôm. Xanh quần dài dáng ôm 45-62kg vừa xanh. Xanh ngọc họa tiết Dior nha cả nhà nhé. Xanh ngọc họa tiết Dior. Chốt cho mấy xanh con này xanh ạ. Trên 45 và dưới 62kg vừa xanh. Rồi ngược giấy. Quay ngược lại nó nằm ngửa ra. Xanh là Diễm Ly. Diễm Ly có xanh. Xanh cổ vuông nè. Cổ vuông 50-65kg vừa cho mai mã xanh. 50-65kg vừa. Xanh và mai quần dài 99k ha. 99k dài với mai xanh. Xanh dương. Rồi xanh đen. Xanh đen quần dài luôn nha. Theo logo Burberry ngay đùi. Xanh đen quần dài theo logo Burberry ngay đùi. Có Burberry nè. Rồi 45-62-63kg vừa. Cổ tim có Burberry. Chốt cho mấy con này mã xanh đen ạ. Xanh đen.
đen đen hơn hơn nè. Ủa đen đá nè. Gì? Mấy? Cô báo hả? Cô báo. Ngày ngày mai có một có hai tiêm vaccine. Ờ. Có cái lịch thay chẩn luôn mà. Có bộ à các ơi. Thằng sale, thằng lẻ mẫu chị xã còn có bộ à. Có lịch thay luôn. Ok rồi. Rồi 50-65kg vừa đá đen cho mấy con này. Tay lỡ nha. Tay lỡ, tay khối đen nè. Đá đen 50-65kg vừa đá đen quần dài. Trời, cái đá nó xanh rực luôn ấy. Quá trời xuất sắc luôn. Đá đen quần dài cho mấy con này 50-65 vừa ha. Cho mấy con này bảo đá đen quần dài. Đá đen cho mấy nha. Không rớt một hộp luôn á mọi người. Rất là đẹp, không rớt một hộp luôn à. Đá đen. Trời, cho mấy con này bảo hồng. Hồng quần dài dáng ôm. Hồng quần dài dáng ôm. Cổ tim. Rồi dưới 60kg vừa. Con này dì Mai dưới 60kg vừa. Dì Mai mã hồng tay phòng nhé. Cổ tim tay phòng. Mã hồng dì Mai à. Hồng. Rồi dì Mai đi mua kéo dây. Hồng cho Nguyễn Thủy. Quần dài. Quần dài theo logo ngay đùi nè. Rồi chạy vì một sọc. Theo logo ngay đùi chạy vì một sọc. Cho mấy con này mã đỏ. Cổ tim nha, cổ tim. Cổ tim giờ mai rồi 47-65kg vừa. Cho mấy con này mã đỏ 47-65kg vừa đỏ. Đỏ ha, 47-65kg vừa dáng thể thao. Rồi đỏ giờ mai ạ. À. Đỏ cho mấy con nữa. Đen nè. Đen cổ tim tay viền thể thao. 47-65kg vừa mã đen. 99.000 đen giùm ai ạ. Đen. Quần dài đen. Vừa đánh nguyệt. Dạ chắc đi đâu rồi đó chị ơi. Xám quần ôm dáng dài nha, chất cô tông thái xịn. Xám, chốt em mà coi là mã xám. Xám giùm mai nè. Rồi, 65kg quay đầu vừa nha. 47-65kg vừa cho mình mã xám. Xám Dior. Xám Dior, hình như có màu đỏ đô nữa. Xám Dior. Đỏ đô Dior nè. Đen Dior nha mọi người, ba màu nha. Xám, đỏ đô và đen Dior ba màu. Dior ba màu, xám chị Hà Tăng. Rồi em mang còn đỏ đô và đen. Dior dài còn đỏ đô và đen ạ. Còn đỏ đô và đen hai màu. Dài Dior đỏ đô. Dài Dior màu đen. Rồi còn đỏ đô với đen. Đỏ màu đen đẹp chứ. Sắc luôn á, quần dài. Ê, màu đen là quần ngố gì mai nha. Màu đỏ dài quá. Đen là ngố. Đen là quần ngố. Còn đỏ đô là dài. Tầm giá 99 giùm mai ạ. Đây là ngố, đỏ đô là dài. Đỏ đô Trương Thảo. Ừ.
thêm nữa không mọi người ơi? Bò gì đây? Rồi bò vùng dài nhé. Bò dài theo chữ. Áo phông rộng phủ mông 65kg quay đầu vườn. Chốt ra cái này mã bò. Quần ôm áo phông rộng phủ mông. Rồi mã bò ra cái này ha. Bò quần ôm áo phông rộng phủ mông theo chân ngực và theo chân đùi thôi. Đơn giản nha. Chốt bò gì mai bò. Bò 99.000. Rồi lên tiếp không mọi người. Tiếp không ạ? Mai xin phát xuống lại đi nha. 10 giờ rồi. Tắm rồi đây hàng theo tiếp ạ. Rồi mai xin phát xuống lại đi nha mọi người luôn. Mai sẵn thêm một mớ đồ nữa rồi mai lên. Nó thun ha. Nó thun bữa giờ cũng chưa đụng tới nữa. Mai lên nó thun đi. Bữa giờ nó thun chưa bán nè. Rồi, bye bye cả nhà. Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nha. Bye mọi người ạ. Mai sẽ có nhân viên gọi đốc đơn cho mình nha. Nhớ để điện thoại giúp Mai.